Somebody hit the wall. Well, yes. All right, guys, it's day three, I believe. Yep, day three. We're going out for breakfast, then we're going to the countryside where we're figuring out what we're going to eat first before we do any of this. Probably going to be eating rice, figure out what meat we're going to get. Once we figure out what we're going to eat, I'll get back to you. So we just finished eating and now we're on the way to the countryside. As you can see how busy traffic is this morning. It's a little crazy. We're even cutting through it because there's nothing really guarding us. Pretty tired after yesterday, so we're not gonna be doing much until we get there. It's about a 4-hour ride there. So if anything pops up, we'll vlog it. If not, then we'll see you guys at the Ví dụ một ngày bán được 100 vé, nó hồi nó bán có 50 vé, đúng thế là 50 vé. À, ví dụ vậy đi. Còn 10 vé túi. Thì nghi ngờ đánh nhau thôi. Nó đánh em cái sự nghi ngờ rồi thì đâu có còn gì nữa để không nghi. Rồi nó cạnh tranh nhau với cái hệ thống của thằng ngân hàng nào, của hãng thằng nào. Giành nhau giờ không đặt cái buồn nào. Bên kia thì nó hay lắm. Không, nó để vậy đó. 10 vé không cần trả tiền. Cái nó chụp cái bằng số lại cái tự động điêu cho cái chữ. Đó, Việt Nam giờ nó gắn cái chip này nè, đi ngang nó trừ tiền trong điện thoại luôn. Có điện thoại trừ hả? Có ngàn cái ngàn. Vậy không có gì hết. Phải mua cái đó, không mua cái đó nè, qua không được, cửa nó không mở. Ừ, phải bắn ngoài. Anh, về mấy người đi bộ, bán cho tôi. Mấy người đi bộ cũng bán cho tôi, không có xe là thử cho nữa. Xe nào ấy, nó 1.2 triệu biết gì đó. Nó có khoảng giá cho này đó. Cần phí này hay sao? Phí của xe khách khác, phí xe tải. It's 23. What's it 23? It's a dollar. Ví dụ như xe này 23.000 mà cái xe 50 chỗ, 30 chỗ là như 40 phải không con? Khác nữa chứ phải là đồng giá đâu. Thì ra đâu có chơi cái kiểu mà điện tiền được trong nước ngoài. Ngoài thả đồng xu vô chạy. Đi lần đầu á ha, ngoài đi người có chở đi có chở đi dọc cũng biết đường đi ngay Biên Hòa nè, rồi sẵn ra đấy chỗ mấy cái công nghệ gì đó. So it's been roughly an hour and a half since our last update. We're all still pretty tired and now we're just gonna get there soon. Very close to the countryside now. There's a lot more trees. Giờ vô trong là hết rồi. Giờ này là qua cái đường đầy mình chọn xong rồi. Chuẩn bị cho wonder about track. Phải qua cả tư đi vô sân lữ. Yeah. What district is this? I don't know. This one, what was it? Probably, but it doesn't really matter.
That's just the brief update for now. We'll probably be back up later. To the house. Shouldn't be an hour, then maybe another hour. Yeah, you guys have to give a tour of this house too. Jimmy knows the house. Both of them. I'll be helping out the tour. We gotta go back roads. I told you, we gotta go through back roads. Hi, boys. We gotta go through the fan path made for mopeds in a big car, so let's just hope for the best. So the moped comes down, we're gonna play chicken now. Oh yeah, bro. Hey, nah, you ever heard chicken? Oh, lâu lắm rồi. You got one roll? I was hoping not to get stuck. Okay. We're all pretty exhausted. We're drained. 1 giờ, 2 giờ mới tới. It's been a crazy few hours here. Oh yeah, yeah. Felt pretty drained. Here it is. I'm gonna drive straight on the railroad tracks. I don't remember. I do. It's been 3 years since we've been back, so who knows? So the back roads are still very thin. Thì đó là thằng anh nó dẫn đi xe hơi thùi đi đó nè, đường đá nè. Trên xuống, chạy lọc ca lọc cọc. Lọc xe bữa xe nó hư. Anh chạy thẳng qua bên tay trái luôn. Không có vô cái cửa này. Chạy thẳng qua tay trái luôn. Yeah, đó. Lúc này nó phát trống yeah, rồi. We're here, guys. How's it work? How's it work? Yep, this is it. Now remember, guys. Stay in the car. This is where I got a wooden sword. Yep, Jimmy got his wooden sword here last time, guys. Well, the famous old sword. Yo, luôn chúc đỡ đầu trên kia khỏe. So far, things are fitting for the most part. That's a great song, by the way, if there's any room. I don't remember. There's the house, guys. We'll give a house tour there's in a little. The chicken. The chicken stays in the coop. In that little fence thing. That's a big chicken, oh my god. We should take it out. Alright, so we're stepping out ahead. Plug it out. Let's go, guys. Legend stays in already. Yep. Freaking cold as well. Hey! Yeah, bomb, bro. It's bomb. Bro, it's a little girl! She got bigger, bro. Hello, mom. Bomb. We'll get a house tour later, guys. For now, that's it. Hey, guys. So we found our great grandma.
We're gonna swing by. Chicken. I still have a phobia of free roaming, but this one's cage, so it's fine. If you move it though, I'm going to pass out. Đứa nào đây? Trời mình nhìn không ra, bắt mới cho tụi này mà ngoại nhìn ra. Trời ơi, mới có 3 năm mà sao mày không? Không phải à. Này con Thái. Con Thái. À, con Thái định mình nó về chơi, ba không về, nó về mình thôi hả? Well, I guess our great grandma forgot us. Kind of sad. Thái không có về, biết Thái lại không? Biết Thái lại không? Nói chuyện với bà, qua cho nói chuyện với mẹ mày quá trời, nói xùm mới biết. Nói sẵn qua bà nói chuyện với mẹ biết. Không biết ai hết trơn hả? Tư nè, Tư đang ngày sau qua giờ bà nói là tụi nó bên Mỹ về nè, đàn Tư, con Thị nè. Đây đàn Thị đó, thấy chưa? Đó, đàn Thị, còn đàn Tư nè, con Tư mỗi lần mà nói Tư đang đó, nó đó. Đó, đó, nó đó, ừ, coi nó đen. Con biết con là ai không mà ôm con? Không biết hả, không biết sao ôm, lạ cho dám ôm. Sao người lạ mà dám ôm? Vui nhà nào. Anyone else? Nah, but she forgot everyone. Yeah, that's kind of what we did. Trời ơi, ai hết? I guess. Đứa nào qua đây coi? Đây. Hả? Con gái của con. Con nhìn là thấy giống đen liền. Dạ. Con gái của con. Con này con đây là con Tứ Đen nè. Không nhìn ra ai hết. Haven't washed my back. Look, there it is, all over. It's creepy. It's like pretty, it's pretty cool girl in the woods. I'm watching it from far. It's funny, man, guys. Trời mèo đâu mà mèo. Thằng Diễm My. Thằng Diễm My á. Thằng này ở bên Mỹ về. Ở bên Mỹ về đó. Biết con ai không? Nó con của ông Thị. Đây nè, con Thị một lần về là con Hiển á. Thằng Minh My đó. Đây còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Vậy là nhớ còn thằng nữa nó nè. Còn thằng nữa đó. Đây cho bạn. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa đó. Đó, kêu con thằng nữa, nói thằng kia, biết con thằng nữa. I know, I saw the chicken. Kêu con thằng nữa, con nhớ con thằng nữa. Bà còn biết thằng Thái không? Bà biết thằng Thái đi Mỹ không? Thằng Thái á, Thái á, còn nhớ không? Không có nhận ra ai. Không nhận ra ai hết, ông người ơi. Nhận ra giống bà nội con rồi. Kiếm hai nhóc kìa, biết nè. Biết thằng Thái không? Đây nè. Người già lâu quá không gặp nữa. Con của ông Thái, con của Thái. Con của Thái. Nói nghe nghe. Dạ. Dạ. Con của Thái. Biết Thái là ai không? Hả? Không biết hả? What? Thiệt mà, con của Thái. Nó đó. Mà không cắt cành là chết chắc. Sáu cây biết không? Còn 6 cây nữa chưa bứng. Hiển nè, Hiển chồng của con Thị đó. Không phải sao được. She forgot all of us. Hey, I wonder what she thinks. Thinks we look like. Không phải hả? It's not that she doesn't. Chú đây mà, lúc không nhớ mà. Sao mà lẹ, chú 3 năm trước về còn sống sợ. Chú đi làm về thằng nào? Nói với thằng Nghĩa thì mình thì nó biết với thằng Nghĩa. Vậy là lãng dữ rồi đó. Lãng rồi. Mà yếu quá rồi. Mà nhanh ghê, không mới có 3 năm chứ mấy đâu chú. Cái từ đã 90 tới nơi rồi thì nó phải vậy rồi. Mới ngày hôm qua bà nói tụi bà đang nhớ để nhớ. Bà nói tụi bên Mỹ nó đang về đó mày. Nó về đâu? Về. Chứ nó đang về. Bà. Thương vậy nó chừng năm vậy. À, năm ngoái luôn à, năm ngoái. Bà nội con té thì con nói gì, bà ngoại con đâu có té gì đâu mà sao xuống bể đầu. Té bể đầu hả?
gì? Anh nè, kêu một thằng bà biết còn thằng nữa không thấy à? Hả? Chỉ thằng nhỏ bà biết còn thằng đâu á. Thằng Thị có mấy đứa con? Thằng nào? Thằng Thị nè, giờ hỏi nhà biết con Thị không? Không biết con Thị là con nào luôn hả? Bà chết rồi. Mẹ dở hơn bà nội chưa chín mấy còn nhớ từng đứa. Bà nội hồi con năm 93 con về là bà nội, lúc bà nội 93 tuổi con về là còn biết con là ai đó. Hồi đó bà nội 93 tuổi mà con về bà nội không nói được, nhưng mà biết con là ai á, hỏi cập hỏi là phải biết con Thị, Thị là biết đó. Vô trong cho nó mát đi con, đứng qua. Đứng vô chụp hình với bà có một cái đi. Vô cho nó mát đi. Đứng vô mày chụp cho cái hình đi. Yeah. All right, guys, we'll get back to you in a little bit. All right, so brief update. It's been 5 minutes since we found out she lost her memory, a lot of us. But now she's starting to get it back, slowly. Right now, she remembers us. Grandma. Pieces of us, at least. Fragments. Yeah, fragments. She's still forgotten me. She's still forgotten me, though. Biến hả? Có gì đâu, làm biến đi, con dẫn đi. Đi qua đó ngồi cho mát. Yeah, đi qua bệnh chơi đi. Nè, cái này hai đứa nào gì bà cố nè. Can nào mà mạnh gì bà cố cái coi. Ivan, help her. Jimmy, help her. Phải cẩn thận nha. Nè, gì bà cố nè. Cẩn thận nha, để bà cố té không, để bà cố té nha. Cho thằng ngồi bình tĩnh một thôi. Đây, để chặt kẻ ba nói. Chặt kẻ nói với anh nó là tàn. Nó không có giống cái bộ xuống. Giống á. Nó chỉ xài nội bộ thôi. Em có mi đồng xuống. Chậm vậy nha, người ta chụp hình. Giống nào? Nãy suy đó xin. Hỏi cho đâu hỏi, coi đâu hỏi cũng thấy. Gì vậy? Nè. Không nhớ đâu. Nhớ rồi. Chị ba kìa. Nhớ đó, nói chuyện má con mà còn biết má con là ai nè. Tự nãy tự nhiên đột ngột quá đâu. Đâu quá không gặp. Cái là trong cái ngoại phải để cái camera xích lên chứ, cái che cái mặt ngoại rồi, ngoại để cái điện thoại xích xuống à. Thì nó có cái lạnh nè, nó xịt của ai đâu. Kệ nó đi, ngoại đừng đó đi, mấy cái đó làm gì thôi. Người ta ngoại kéo lên. Bỏ nó đi thôi. Evan, give me, you guys gonna give a tour in a little bit, alright? Don't need another place. We've been here for 10 minutes. You need to know the place. Yes, you do. How are you gonna give a tour if you don't know the place? We'll wing it. That's like going on a tour. That's like being a tourist. I'm telling all the tourists. Alright, guys. I'm gonna give you guys a tour. Alright, guys. So, I'm assuming this is the shower. Yeah, can I mic? Tám mấy là chục giờ 89 mùi là 89. Now let's we'll make sure she got the bottle pump. Mà đã trước về rồi. Phá mấy trước nhớ hết. Tới luôn thở máy luôn rồi. Ra này thôi, lúc chú đi ngang chú làm gì đi đâu về nào nào. Nhìn sao cái nhìn rõ. Màu quên nữa. Đủ màu luôn. Nè, thấy bà ngoại đó bà cố giống không? Nó nói không giống miếng nào đó ơi. Không giống miếng nào đó. Mình mới coi lại vậy nó giống kìa. Giống gì đâu, giống sao không giống. Bà nói nó không giống. Xin giấc sĩ, bà cố giống bà ngoại hay bà ngoại giống bà cố? Quay bà cố. Oh, they said there was a bug in your hand. Hôm nay về có gió. Excuse you. Wait, so Jinyak's the one that does med school? That's Jidang. Jidang is med school. I'm pretty sure. Yeah. See, Evan, I told you, we're getting chicken. There's two of us. But we forgot which one is which. They look fairly similar. Don't say that. No, we know them, but like, we just forgot which whose name goes to which. I tried to ask your mom, but anyway, I guess you didn't hear me. I forgot which name goes to which. Đâu có! Nhà của ba không có một con dê nữa. Mà con chicken. Heck no, you guys gonna give that toy. Hãy
believe Nat, Evan, and Jimmy are going to give a tour. My brother's supposed to give the chicken tour. Mm-hmm. Never mind, Jimmy and Evan are going to go give the tour. Well, we're like the most boring of them anyway. Great, but Evan's mom, well, one of our viewers commented that they wanted more scenes of Evan. So, we're just Evan. Evan, you're gonna go give the tour today to please our audience, you know? Just wing it with Jimmy, he'll help you. One of our top fans requested for you to be in the screen a lot. Top fans. So we gotta film you. Yeah, remember. There's our cousin. He's growing up a lot. He's talking to our great grandma. She's getting it from you. Yeah, if I get a sign off in a little bit. If y'all enjoyed that segment, we're gonna cut to go to the tour in about. Ew. Yeah, how often do the plants get the water here? Oh, spit. We did that on cue. Something bit me. Another one bites the dust. And another one down, and another one down. What trees? What type of trees are these? You can tell that they're a tree by the way it looks, Jimmy. I said, what type of tree? They're obviously that kind of tree, Jimmy. Yeah. Oh, it's you can tell just the way it looks. Tree. This one's this tree. You know, now you look like an egg. Ow. White on the outside, yellow on the inside? Yep. Well, I mean. There's like 10 million dogs. A goat. The goat. Oh. Indeed it is. There's another one. Do you see him? Aww. Why is he out now? Sorry. There's nothing to really touch. Shape to touch. I wouldn't touch him. I wouldn't touch any of them. I don't touch the dogs anymore. Because then they'll like being they'll like being touched and they'll want to keep being touched. But that cat. What if I approach that cat? Can you film from the front walking in there? Oh, the dust. Come on, Evan. Just there's like y'all talking about. Over here. I don't see him in the woods. He probably moved. Yeah, that's the way. I'm coming out. Whole feature. Show him the room, Evan. Mama smokes. Yeah. I didn't know that. Sorry, mom. Smells like. Show the kitchen everything. Yeah, mẹ. Con còn thái đâu? Đây. Hả? Sao dẫn em gì? Bạn nhỏ này. Nè nè, ngày mấy bữa nay nó đưa nói chuyện điện thoại đưa nó nói nè. Con thái hả? Con nhỏ này. Con tư hả? Anh nhìn mặt nó lên chứ cái mũi nó không biết con tư à? Không đẹp á. Nè. Need somebody big head. Cũng đẹp hả? The inflated eagle. The inflated eagle. Thế thiệt không? Mày phía mày guys, let's examine the rooster over there, the free roaming rooster. Hai bà ngoại đang nói chuyện nhau luôn. Hai bà sao bây giờ chưa đi?
So I missed the shot, but Evan just gave the necklace to his great grandma and my great grandmother. Our great grandmother. Okay. Evan, that's dumb. Evan, còn ở trong nhà ăn kim hối không? Do it again. I didn't get it. I didn't get it. Ông tắm nó lại đã. It's so straightforward. It's like. Cái này như cái vỏ à. As you can see, guys, we're all very hot over here. Jimmy's over the hair. Thất nghiệp là nhiều ngày. Like a full blown machine. Y'all got spasm on So let's just zoom in on that when she was blowing the fan, waving it. But... You know what that means, right, Evan? It means you would prefer the smaller box. I think. I don't know. I can't hear from here in the room. Yeah. Do you want a choker now? Hi. Hiya. Hiya. Ah, okay. Mày về xong mày không về mà mày nói tao. Đúng rồi, giận đi ngoại không về. Không có ai mà có hiếu như con đâu, về thăm ngoài hoài. Đưa đi thì nói thôi, mà đi giờ nó mất bất bình luôn. Như tôi đang nè. À, lít nó cũng về rồi. Tôi đang về rồi á. Tôi đang về rồi thôi. Nó về rồi mà. Có tôi đang nè. Năm mà. Ngoài tao nó về mà không thấy nó hả? Đen ủa nãy giờ nó đứng đây mà con đen đi nó nói nó về mà tới giờ nó thấy nó về đâu mày nhớ con đen rồi mày thiệt á mày đi mày không có về là không mày à tệ quá mày quá tệ chết rồi trời ơi hả nó hơi hôm bữa kỳ trên con nó mãi vậy chả bao nhiêu guys, there's a chicken here. I'm not big on chickens. What do you mean? I'm just holding my phone for fun. Shout out to the most aged and haircut. Mm. One second, guys. Wait, it's coming up. It's coming up. Bam. Sáng em đẹp và thủy gà, em điện là thủy gà mà anh quên em đề là chị.
chị Thủy ốc 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 chị rứa là gà người ta nuôi trong vườn hay ta thả rong? Up here on that little segment of the most Asian hairstyle here, Evan, your Evan, your hairstyle is now ranked 2 in the most Asian hairstyle. Guys, Jimmy, you gotta be the one to take it, bro. That's wrong, guys. Jimmy, turn at a slight degree angle, pull it out, twist in. Jimmy, you smile and then you don't smile. You gotta do a thumb lift. Jimmy, show your teeth. That's why we got you braces. You know, if you still want to have braces. Grandma's house. Grandma's brother's house. I'm sorry, I didn't hear. House. You know what it is? No, what kind of tree? What kind of tree? Cashew. Oh, cashew. Lông thêm lông xì. Cashew. Phải. Lúc nào cũng phải gọi cậu ba nha. Mấy cái này cậu ba để dưới thôi, mà ba để dưới thôi nó chảy. Con đem bản về. Cái này cũng bên Mỹ về. Mấy cái này để dưới thôi nó chảy. Con chờ. Cái này là màu đỏ, con đá. Con này. Con đá là cái này. Đây. Cái này ngồi bán tao. Mới ngồi bên kia xong rồi. Cái này thì bỏ con đá, khi nào ăn thì bỏ ra Vô ngồi đi. Dạ được rồi cậu. Con ngồi vòng 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 đi. Thằng này. Con nhỏ đó đó. Ủa. À. Con tư hả? Con này. Ơ, đổi tới đổi luôn được. Đó, áo màu xanh đó. Không phải. Màu đó. Yeah, màu đó. Ai vậy? Này. Qua đây, qua đây. Dạ. Này biết tiếng Việt không? Dạ, con biết. Dạ. 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 Để tôi lấy cái quà. Tại vì chắc quá. I didn't know that. Cashews come from a fruit. Evan, look. Cashews, cashews. Oh, look. Cashews. Did you know that? Where do cashews come from? From the sea. Cashews, cashews, cashews. That's a seed. Where's the actual plant? Right there! It comes from fruit! What are you talking about? Why? No, I need one more fans. It's only Ben. I know it's hot. Jimmy fan me. Yeah, I need more. Huh? You don't care if you're going yet, though. No, you mean I don't care. Can you stay here then? We'll leave you. Yeah, stay with your friends. Stay with your friends, the chickens. Stay here. And the chickens. Hey guys, so in case you're wondering why I have a fear, look at the size of that one. It's like 3 feet tall. Look at that. Those things are terrifying for a reason. Guys. All right, guys. So we are eating jiao and a chicken. Looks orange. Looks orange. I don't know if I'm actually be here during the eating thing, but I might pop back out, record a little, and go back in. But that's just the setup. All vanilla. Con nấu ăn dê thì con gà ăn dê. Gà nướng ăn ngon, ta nói gà chứ mà nó dê đó. Gà nướng ngon con nha. Con cho con ăn, con nấu ăn dê đâu. Con lỗ con được ăn thì sao? Trời ơi, chú người nói là nướng một con. Em nói cắt luôn mà lên xe là đến bên cái xe mới.
xe này hồi đó 10 bán lại em. Không, xe 10 bự con. Không, xe 10 xe này. Xe 10 xe này á. Mười cái bán lại chiếc xe đó, mua chiếc trắng á. Ừ. Hồi mình đi lúc mà đầu tiên về là đi chiếc này nè. Chạy lên nhà cầu anh mà chạy tuốt lên nhà luôn á. Chạy đi chụp năm á, chạy tuốt lên núi luôn. Lúc đó nó ngồi tao để cho các bạn ngồi thôi. Này ngồi dưới đây ngồi đây. Cầm gà tao chở một xe luôn. Lúc đó có gà nữa, chở một xe lên núi chơi. Giờ mình lại chiếc xe này có chút xíu. Xe này giờ đây hiếm lắm rồi. Đủ quá rồi. Xe nhiều quê hết.